hướng dẫn kết nối máy chiếu X-View ra loa Bluetooth. Vâng, xuống phần điều khiển từ xa phụ kiện. Thêm phụ kiện. Thì karaoke cái chữ nó to thì bật điện kiểu như bình thường. Mic thì cắm vào ly, cắm vào âm ly xong rồi từ bên này nó bắt ra đây, nó sẽ thoát ra đường âm ly. Đấy, trong âm ly mình cắm cái mic vào, coi như cái này nó là cái bàn các bạn, cái dù nó thay cái tivi thôi. Cáp HDMI à?